Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân. Tập 8. Chương 71, đều là biên kịch, 1. Ăn cơm xong, bọn họ đều không nhàn rỗi, Quản Thiên Kiều sớm thân thiết với Hồ Hồng Diễm thôi, không thân cũng khó, trong cái trấn nhỏ này. Chẳng có nhiều lựa chọn, hai cô gái trạc tuổi nhau, cùng xinh đẹp, nếu không nhìn nhau ngứa mắt thì sẽ thân thiết thôi. Thi thoảng lúc đông khách Quản Thiên Kiều còn giúp đỡ Hồ Hồng Diễm, hôm nay tựa hồ Quản Thiên Kiều hứng chí rất cao. Vừa cùng Hồ Hồng Diễm nói chuyện không ngừng lại vừa thu dọn bát đĩa, lau bàn, díu ra díu dít như hai chị em. Một thanh thuần, một nóng bỏng, khách khứa nhìn không chớp mắt. Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi, cừu địch nhân lúc đêm tối lén lút lẻn tới khu nghỉ dưỡng bỏ hoang của Hoa Hâm. Bao Tiểu Tam lấy cớ tìm Đồng Hương nói chuyện, mang theo chai rượu với ít thức ăn từ nhà hàng, ăn uống trò chuyện hồi lâu. Cừu địch và Cảnh Bảo Lỗi như ăn trộm, bận rộn nửa ngày trời, lại mượn bóng tối yểm hộ, lặng lẽ rút lui. Cái bẫy đã đào xong rồi, tạm thời chỉ có thể ngồi đợi vị đống nghiệp kia từ mò vào thôi. Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi, cừu địch ngày hôm sau vui vẻ đi làm như mọi ngày, chỉ là cứ thi thoảng lại nhìn nhau cười xấu xa. Cái điệu cười rất quỷ dị, giống như lúc lừa nhục đôn cởi quần áo, hay như cho người ta uống rượu xuân dược vậy, không biết là bày ra trò ác gì rồi. Ba người ăn cơm xong, chào hỏi những người khác, mấy chàng trai này lúc nào cũng vui vẻ tích cực, làm việc còn chăm chỉ thật thà, ai cũng thích. Đừng nói là người, ngay cả chó ở nơi này cũng càng ngày càng thân thiết với bọn họ. Con chó chăn cừu của ông chủ Mã Dướn cao cổ, hưởng thụ ba chàng trai gãi ngứa cho. Quản Thiên Kiều cũng ngày càng yên tâm về họ, cuộc sống bươn trải đường phố trước kia của họ cứ như thể rèn luyện cho việc làm gián điệp vậy, muốn tìm ra sơ hở cũng khó. Chuyện của đoàn đội nhỏ coi như đã xong một phần rồi, nhưng chuyện của đoàn làm phim mới tới thị trấn chỉ vừa mới bắt đầu. Những người đi xây dựng lô cốt tới tối cũng không quay về trấn, bọn họ dùng máy phát điện chạy dầu chiếu sáng làm việc xuyên đêm, đến sáng hôm sau thay một nhóm người khác tiếp tục làm. Bên này xây dựng phong cảnh, bên kia đã quay phim, từ sáng sớm xe của trấn, xe của đoàn làm viên đưa lượng lớn diễn viên trong đoàn. Diễn viên quần chúng cùng số vũ khí đạo cụ quý giá được giữ gìn cẩn thận rầm rộ tới địa điểm quay phim. Lượng cơm nước tăng mạnh, cứ nhìn số cơm hộp phải chuẩn bị hôm nay là biết đã đạt tới quy mô chưa từng có ở trấn Chuân Binh, khỏi phải nói cũng biết áp lực trong bếp tăng gấp bội. Đã thế khách không hài lòng, liên tục phàn nàn chuyện cơm nước, mách cả Tông Bằng Trình, ông chủ Tông mắng ông chủ Mã. Ông chủ Mã mắng chửi đầu bếp, thành ra mọi người đều ghét cái đoàn làm phim đỏng đảnh khó chiều này. Hôm đó vẫn như mọi khi dỡ xong hàng, gạo vào nồi, nguyên liệu lên thớt, thái thành miếng, thịt xẻ ra, rau chặt rễ, củ lột vỏ. Công việc diễn trật tự đâu vào đó. Trải qua mấy ngày rèn luyện, ngay cả Cảnh Bảo Lỗi chưa bao giờ xuống bếp cũng làm việc ra dáng lắm rồi. Ông chủ Mã vẫn như mọi khi ưỡn bụng phệ, cầm xích chó, đi quanh tuần tra, lười biếng không bị ăn đá thì ăn xích, tay chân chậm chạp thì bị quát tháo mấy câu. Dù là rửa rau dùng hơi nhiều nước một chút cũng bị giống vào mặt, đủ rồi, rửa sạch như vậy làm cái chó gì, có phải là cho mày ăn đâu. Bao Tiểu Tam lập tức nịnh bợ, ăn bẩn mới sống lâu, đúng không ông chủ Mã? Đúng, thằng bé này có văn hóa lắm. Mã Khai Hoang không tiếc lời biểu dương, Cảnh Bảo Lỗi đang thái rau suýt thái vào tay, khen Bao Tiểu Tam có văn hóa khác nào chửi cả hệ thống giáo dục quốc gia. Tuần tra một vòng, ông chủ Mã ra sân chơi với mấy con chó một lúc, sau đó kéo cái ghế tựa ra cửa, vừa phơi nắng vừa uống nước ngọt, hút thuốc, thi thoảng lại bất ngờ kiểm tra một lượt, dùng dâm uy của mình giám sát toàn bộ chuyện làm ăn. Đợi ông chủ Mã tuần tra xong yên vị trên cái ghế tựa, lim dim ngủ, cừu địch chặt thịt phầm phập đánh mắt với Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi hiểu ý, hô một tiếng muốn đi nhà xí, không bao lâu quay về, gật đầu với cừu địch. Đã xong, không lâu sau cả bếp đang hoạt động nhịp nhàng như một cỗ máy xảy ra vấn đề. Ngọn lửa màu lam cháy phừng phừng càng lúc càng nhỏ, sau đó phụt lên mấy lần rồi tắt ngấm, có đầu bếp hô, ông chủ Mã, tắt lửa rồi. Hả, đánh chết mẹ mày bây giờ, làm ăn kiểu gì thế? Ông chủ Mã xắn tay áo lên chạy vào bếp,
hơn 40 cái bếp ở đây nối với đường ống dẫn khí hóa lỏng bên cạnh, nhìn một cái là biết ngay cung cấp khí có vấn đề rồi. Ông chủ Mã chạy sang phòng bên cạnh, mở cửa ra một cái liền hoảng sợ lùi lại, sợ tới môi run lẩy bẩy, mùi khí ga tràn ra, hỏng rồi, do khí ga rồi. Cừu địch ngửi một cái hô lên, chạy mau lên, sắp nổ rồi. Bao tiểu tam ra sức hô hào, nơi này từng xảy ra sự cố nổ lò, thương vong thì không có, nhưng mà chuyện này có ai nghe thấy mà không sợ vỡ mật. Một đám bà nương, hán tử vừa nghe hai thằng chết dẫm hô hào là vứt dao, vứt sẻng, chạy ào ào ra ngoài như ông vỡ tổ. Ông chủ Mã tức điên la hét, không sao, không sao, chỉ bị dò khí thôi, đừng chạy. Ôi mẹ nó, đại cá mày xô tao. Nói thế chứ hắn cũng sợ lắm, do dự không biết có nên chạy không, có người ném luôn cả miếng thịt lợn vào lòng hắn mà chạy. Hắn tức ném xích chó theo, trong lúc luống cuống ném thế nào làm bản thân ngã chồng vó. Mau đứng lên, ông chủ Mã, bảo lỗi, mau dìu ông chủ Mã đi đi, tháo xích cho Tiểu Dương, Đại Dương. Mọi người yên tâm đi, trước kia tôi từng làm ở quán ăn, không sao đâu, không có lửa là không hề gì, tôi đi đóng van, thông gió một cái là không sao. Ra ngoài hết. Cừu địch hô hào, nhúng vải xuống nước, gọi theo bao tiểu tam, bộ dạng không tiếc mạng sống. Chương 72, đều là biên kịch, 2. Xung quanh nhốn nháo, ông chủ Mã không đủ bình tĩnh nữa, vội vàng tháo xích cho. Hai con chó lùa nó ra ngoài, sau bị bao tiểu tam và cảnh bảo lỗi đẩy ra nốt, đầu vẫn cố quay về phía sau hô, hắc cầu, mau nghĩ cách. Tôi tăng lương cho. Ái già, lúc này còn nói tăng với không tăng cái gì. Bảo lỗi, tam nhi, nhanh lên không muộn. Cừu địch hô lớn, chùm vải của lồng hấp xông vào, bao tiểu tam nhân lúc đỡ ông chủ Mã đã lấy mất chìa khóa, tiếp tục hô hào mọi người chạy ra khỏi hậu viện. Người vừa đi hết một cái, cừu địch đóng ngay cửa bếp lại, chống then cài, bao tiểu tam chân tay nhanh nhẹn mở cái ngăn kéo mở màng, vừa lật giấy vừa chụp ghi chép. Không lâu sau cừu địch hô hào, đi xa chút, mở cửa sổ đây. Lại thêm một lúc nữa, bao tiểu tam hô, tao tắt rồi, xem bên ngoài có lửa không. Lại thêm một lúc nữa, ô cửa sổ cao bằng hai ba người dính két dầu mỡ trong bếp được cừu địch gian nan mở ra, ông chủ Mã nhìn thấy kích động chỉ tay, anh hùng. Đây chính là anh hùng trong truyền thuyết. Những người khác gieo hò, vỗ tay, cảnh bảo lỗi buồn cười lắm, phải cắn răng cúi đầu xuống. Liên tiếp những ô cửa sổ trên cao được hai người cừu địch và bao tiểu tam mở ra, bao tiểu tam thò đầu ra ngoài hô. Ông chủ Mã, không sao nữa rồi, van khí bị dò thôi, thay cái mới là được, bật lửa lên, làm tiếp được rồi. Toàn bộ cửa được mở rộng, ông chủ Mã dè dặt đi tới gần, phùng một tiếng, mấy cái bếp bốc lửa, làm hắn yên tâm hẳn. Ông chủ Mã chạy sang phòng bên cạnh thì nhìn thấy cừu địch đang vần cái bình khí được thay ra đi. Cái bình đó cao tới gần 2 mét, nặng hơn 150 km, trông rất là kinh khủng. Cừu địch nhắc, ông chủ Mã, cái bình ga này cũ quá rồi, van lỏng lẻo không dùng được nữa, dễ xảy ra sự cố lắm, phải thay thôi, không dăm ba bữa lại xảy ra chuyện một lần thì sợ lắm. Để lúc khác thay, dọa chết tôi rồi. Ông chủ Mã chưa hoàn hồn, lau mồ hôi nói, mọi người lần lượt quay lại, có điều cũng có người chạy một mạch về nhà rồi. Nhân viên ở nơi này khốn nạn hơn trong tưởng tượng, thoáng một cái mà mất đi mấy miếng thịt lớn. Ông chủ Mã nổi khùng dẫn theo hai con chó, gọi tay chân, muốn đi tìm mấy tên thừa lúc cháy nhà hôi của kia. Chìa khóa của ai đây? Tới lượt cảnh bảo lỗi lên sân khấu rồi, đi qua cửa một cái nhặt chìa khóa rơi dưới đất lên xem, ông chủ Mã, chìa khóa của chú này. Có tên chú đấy. À, mang tới đây, mang tới đây. Tôi hồ đồ rồi. Ông chủ Mã sờ hông, thấy mắt chìa khóa thật liền quay về, còn hô một câu, hắc cầu, tam nhi, trông coi bọn họ làm việc, ai mà lười biếng cứ đánh cho tôi. Nói rồi ném cái xích chó lại. Ông chủ vội vàng đi rồi, những nhân viên trong trấn nhìn cừu địch và bao tiểu tam với ánh mắt kỳ dị. Người chịu bán sức thì không thiếu, nhưng chịu bán mạng thì chẳng có mấy ai. Trong tình huống đó ai dạy gì mà không chạy chứ? Lại không phải là của nhà mình, tội gì mà liều mạng? Có điều không ai nghi ngờ ba chàng trai này sắp tiến vào hàng ngũ, chân chó đắc lực của ông chủ Mã rồi. Chúc mừng, thăng chức đốc công rồi. Cào bảo lỗi tới chỗ cừu địch và bao tiểu tam chắp tay nói, cùng vui, mày cũng thành chân chó rồi. Bao tiểu tam cười đáp lại,
Lúc này người cao hứng nhất có lẽ là Quản Thiêu Kiều. Cô ở xa tiếp nhận những bức ảnh Bao Tiểu Tam chụp trộm được gửi cho, hưng phấn nhảy nhót trên giường, sổ sách tận 3 tháng, ghi chép hết sức rõ ràng. Một sự cố nho nhỏ không hề ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của nhà bếp, công việc lại mau chóng quay lại quỹ đạo bận rộn như mọi khi, mọi người làm việc luôn chân luôn tay. Tới khi ông chủ Mã quay về bất ngờ phát hiện ra, mặc dù thiếu mất 4 người, công việc ở trong bếp không ảnh hưởng gì cả, hộp cơm được cho vào thùng xốp cách nhiệt, đã được một nửa rồi. Ông chủ Mã vào bếp, mở ngăn kéo ra gọi điện thoại cho phim trường hỏi nhu cầu, lấy bút ghi chép vào cuốn sổ bẩn thỉu. Gọi người đi đưa hàng, phim trường bao nhiêu, công trường bao nhiêu, hậu bàn câu bao nhiêu, ghi chép từng nơi. Cựu địch lần này chủ động xung phong, ông chủ Mã, hay là để bọn tôi đi hậu bàn câu cho. Chỗ đó có mấy người đâu, cậu phải gánh vác việc lớn, tới phim trường cho tôi. Mã Khai Hoang điểm danh nhân viên giao cơm, chết mẹ, ưu tú quá là không được, muốn tới chỗ kém hơn cũng không nổi, cựu địch gặp khó rồi. Người ta đã nói thế mà vẫn đòi đi thì thành có vấn đề, hôm nay vừa biểu hiện ưu tú, không nên thể hiện nữa, đánh đợi lúc khác vậy. Ai ngờ đúng lúc này Bao Tiểu Tam lại ồn ào xung phong, ông chủ Mã, để tôi đi hậu bàn câu. Tôi chưa bao giờ tới đó cả, hôm nay ở đó quay phim đánh nhau, tôi muốn xem cả mấy em gái xinh đẹp ở đó. Ai, mấy cái phim nát xem làm gì cho buồn nôn, phim quay ở chỗ chúng ta, đại bộ phận đều ném vào sọt rác. Ông chủ Mã nhìn vẻ mặt háo hức của Bao Tiểu Tam thì chép miệng, cái thằng ngốc này còn non lắm, thôi cho nó đi cho biết. Xem vài lần là chán thôi ấy mà, vậy mấy cậu đi đi, cẩn thận chút, đừng quên ở đó còn phải đưa cả nước tới đấy. Mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi, cơm hộp đóng gói xong đưa lên xe, ba người ngồi trong khoang xe vỗ tay chúc mừng. Cái xe nổ máy ầm ầm rời khỏi bếp, lắc như con trâu già đi tới mục tiêu. Tao mà đã ra tay thì không có chuyện gì khó khăn cả. Bao Tiểu Tam đắc ý nói với hai người kia, suỵt, nói nhỏ chứ, biết mày giỏi rồi. Cựu địch giơ tay lên khen ngợi, vở kịch này quá xuất sắc, bọn họ đã lấy được toàn bộ thông tin ở bộ phận ẩm thực này. Cảnh Bảo Lỗi hưng phấn xoa tay, chừng này hẳn là xong rồi đấy, chúng ta chắc là có thể về nhà rồi. Ừ, chắc là đủ rồi, có điều bây giờ tao lại thích nơi này. Bao Tiểu Tam tiếc nuối nhìn ra xa, nơi này tuy nghèo chút, thiếu thốn chút, con người sống thô bạo chút, nhưng hợp với hắn, thấy cuộc sống ở nơi này đơn giản, nghĩ tới lúc phải rời khỏi đây, có chút buồn buồn. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Lời Nói Tiên Tri, 1. Chú A Nạp, xe đi ngang qua một đàn dê, ba chàng trai cùng đứng dậy vẫy tay với ông già chăn dê, ông già giơ gậy lên vẫy vẫy tay chào họ, con chó bên cạnh còn sủa vài tiếng. Ông già đó là A Nạp Thất Thất Lý, người duy nhất còn lại trong trấn vẫn kiên trì nghề chăn thả của tổ tiên. Đàn dê của ông có 20 con, nhiều lần đoàn làm phim muốn thuê dê của ông làm đạo cụ, ông đều không chịu. Đây là ông già người Mông truyền thống, rất hiếu khách. Lộ trình chỉ có 15 km, không hề xa chỉ là đường đi thì chẳng dễ dàng gì, xe đi trên thảo nguyên bị sa mạc hóa, lúc thì cao lúc thì thấp, xe liên tục trồm lên như cưỡi bỏ rừng. Khoang sau lại hút bụi, chẳng bao lâu trên người đã phủ một lớp cát mịn, ba người thi thoảng lại phải đứng dậy phủi đi. Thi thoảng đứng lên khoang xe nhìn ra thật xa, đường chân trời đất vàng nối với bầu trời xanh ngăn ngắt. Những ngọn núi bị gió cát ăn mòn thành tảng đá hình thù kỳ dị, khung cảnh rộng lớn bao la làm người ta chỉ muốn hét lên thật to cho thỏa sự sướng khoái trong lòng. Bầu trời rộng, mảng có xanh, trời và đất tạo thành hai bức tranh phong cảnh khác biệt hoàn toàn, bên trên là bầu trời xanh thẳm điểm xuyết mây trắng, phía dưới là đất vàng bao la lấm chấm những mảng xanh. Dù giữa ánh mặt trời nóng rực, hơi nóng cũng trở thành phong cảnh, làm chúng ta toát mồ hôi vẫn thoải mái. Chiều về thương lượng với Thiên Kiều, tôi kiến nghị chúng ta kéo dài thời gian ở lại đây một chút. Cựu địch đột nhiên nói, hả, vì sao? Cảnh Bảo Lỗi thì khác, hắn không thích nơi này, nguyên nhân thì nhiều lắm, ví như chuyện vừa mới rồi, thực sự tới giờ vẫn còn chột dạ, thần kinh hắn không làm bằng dây thừng như Bao Tiểu Tam. Còn vì sao nữa, ở thêm một ngày là có thêm một phần tiền chứ sao, hiện giờ lương đang tốt như thế, tội gì mà về sớm, trì hoãn vài ngày. Cứ nói tới mấy chuyện gian lận với tiền bạc là Bao Tiểu Tam tinh lắm, đúng rồi đấy,
chúng ta ở đây Cáp Mạn còn cần tới chúng ta. Chứ về thủ đô rồi, ai biết thế nào, ở đó đông người, chúng ta không có ưu thế gì, chỉ ở những nơi khỉ ho cò gáy này người ta mới cần chúng ta. Cưu Địch nói nhỏ, nói cho cùng tới giờ y vẫn không tin vào thương vụ Cáp Mạn, lo người ta dùng một lần rồi bỏ, cảnh bảo lỗi cũng động lòng. Làm sao mà không động lòng cho được, nhưng hai phần tiền công đấy, đi đâu kiếm chuyện tốt như thế, hơi miễn cưỡng gật đầu, vậy thì ở lại, chừng nào họ gọi thì về. Phải thế chứ, bảo lỗi, mày phải học được cách vô sỉ như tao mới sống được. Bao Tiểu Tam khoác vai cảnh bảo lỗi, làm ra đàn anh chỉ bảo, vui lên chứ, mặt bí xị vậy, để tao tính cho mà nghe. Cáp Mạn trả mỗi ngày 400, ông chủ Mã mỗi ngày trả 140, một ngày kiếm được hơn 500, một tháng kiếm được vạn 6. Úi cha mẹ ơi, anh đây sắp bước vào giai cấp tư sản rồi. Nói tới đó Bao Tiểu Tam ôm lấy ngực, cứ như là sợ không cẩn thận tim nhảy ra ngoài vậy. Cưu Địch và cảnh bảo lỗi nhìn nhau cười, xem ra đề nghị này không thành vấn đề, chỉ cần làm công tác tư tưởng với Quản Thiên Kiều nữa là xong. Dù sao bao lâu mới điều tra xong, ai mà nói chắc được. Nhìn kìa, công trường ở đằng kia. Bao Tiểu Tam hô lên, xa xa trên mảnh đất trống nhô lên ba cái lô cốt, đường hào, lưới thép, đã hình thành quy mô nhất định rồi, người qua lại như kiến. Cảnh bảo lỗi chưa gì đã mắc bệnh nghề nghiệp, ước chừng dùng hơn 200 người thi công, có tay nghề 300, chân tay thì 180, nơi này thiếu nước, nước phải đưa từ thị trấn tới, lại còn phải dùng máy phát điện. Chậc, riêng bối cảnh thôi đã phải đầu tư trên 100 vạn. Bây giờ một bộ phim đầu tư trên 100 triệu nhiều lắm, chút tiền này với họ hẳn không là gì. Cưu Địch cảm thán, với những người vừa rồi còn hí hửng mỗi ngày kiếm vài trăm bọn họ thì như thế giới khác. Này tao nghe Mã Béo nói, sao quay phim lại ra sức quay phim nát, thế là sao nhỉ? Bao Tiểu Tam thắc mắc, người trong nghề lừa người ngoài nghề thôi, phía nhà đầu tư không hiểu, nhưng bên chế tác hiểu, cả bộ phim lớn 100 triệu, bóp nặn chỗ nào chẳng ra tiền. Cứ theo ý nhà đầu tư mà quay, quay xong không qua được thẩm định cũng không thể trách bên chế tác, dù sao thì anh kiếm được tiền thì tôi cũng kiếm, anh có lỗ thì tôi vẫn kiếm. Cảnh bảo lỗi bổ sung, thậm chí trong cái ngành này, nhiều bộ phim chỉ là để rửa tiền, thành lập mấy chục cái công ty rỗng ruột. Nào là làm kịch bản, làm đạo cụ, làm hoạt hình, tiền căn bản là của mình hết, chạy một vòng quay về túi sau đó liền thành thu nhập hợp pháp rồi. Muốn thẩm tra à, một bộ phim không qua được thẩm duyệt vứt xó rồi, cậu tra ra nổi người ta đầu tư 100 vạn hay 100 triệu không? Chỗ này loạn thế nào cậu tự biết. Cưu Địch vừa nghe vừa suy ngẫm, không ngờ tới nơi này cũng học được không ít, vũng nước này sâu thật. Bao sao đoàn làm phim qua lại không dứt, khả năng được chiếu chẳng mấy bộ. Bao Tiểu Tam không thích động não, phán một câu xanh dờn, đếch hiểu mày nói gì. Cảnh bảo lỗi nói khô cả cổ, toàn lời tâm huyết vậy mà nhận được kết quả như thế, tức xì khói, thế thì lần sau đừng hỏi nữa. Nhưng tao hiểu được kịch bản. À, cậu hiểu được gì nói ra xem nào, chúng ta tìm tiếng nói chung. Cảnh bảo lỗi mỉa mai rõ ra mặt, tao hiểu thật mà, kịch bản có gì mà khó đâu. Cảnh nóng kinh điển, nữ chính từ nơi cao lỡ chân rơi xuống, nam chính ngay lập tức phi thân lên cứu. Sau đó là cảnh quay chậm, nam nữ chính nhìn nhau, camera xoay tròn, âm nhạc du dương. Rơi tới nửa tiếng mới đáp đất, nữ chính tỏ ra xấu hổ, hai người nhanh chóng tách nhau ra, biểu thị nam nữ thụ thụ bất thân. Rồi lại một cảnh bất cẩn trượt chân ngã xuống, vừa vặn ngã lên người nữ chính, môi chạm môi, tiếp đó ống kính đặc tả. 2. Mắt trên hai mắt dưới nhìn nhau không chớp, rồi lại nhanh chóng đứng dậy, làm bộ lúng túng xấu hổ. Bao Tiểu Tam hoa chân múa tay minh họa, kể xong rú lên như sói tru, con mẹ nó chút, chỉ hôn một cái mà bay mất một tập, mỗi lần tao xem tới cảnh đó là muốn đập mẹ nó tivi. Cảnh bảo lỗi và Cừu Địch ngạc nhiên tới lồi cả mắt ra, không biết Bao Tiểu Tam còn xem loại phim này. Mấy cái phim não tàn thể loại đó người ta quay phim cho bác gái với nữ sinh xem, ai bảo mày xem còn kêu. Cơ mà bảo hắn đi xem không não tàn lại làm khó hắn rồi. Chương 74, lời nói tiên tri, 2. Chưa hết, trước kia tao thích nhất là xem phim võ hiệp, nhưng võ hiệp bây giờ thành phim võ mồm. Mỗi lần kẻ địch tìm tới nhân vật chính đều chĩa đao vào cười to, ha ha ha, rốt cuộc ngươi bị lão tử tóm được rồi, xem ngươi chạy đi đâu. Bọn mày tưởng thế là xông vào đánh nhau à? Không, kẻ thù sẽ lải nhải, ta nói cho ngươi biết. Chỗ này mất 10 phút.
Nhân vật chính nắm chặt đao quát, đừng nhiều lời, ta dù chết cũng phải khiến ngươi. Lại mất 10 phút, rồi kẻ thù đi qua đi lại, ngươi có biết ai bán đứng ngươi không? Lại mất thòi 10 phút nữa. Bao tiểu tam phẫn ốt rú lên, rõ ràng chém một phát là xong, vậy mà nói mãi, mẹ nó, cứu binh tới rồi. Cảnh Bảo Lỗi và Cừu Địch cười tới bụng cũng rút gân rồi, không ngờ Bao tiểu tam có nhiều tâm đắc về phim rác như thế. Thực ra những tình tiết na ná như thế trong phim dễ kiếm ra lắm, ba người thế là tìm ra đề tài chung rồi, trò chuyện tương bằng. Ví như trước khi chết phun ra máu, nhất định phải tạo dáng, phải thật bi ai, phải thật không cam lòng. Phải nói mấy câu xến sủa, nhưng đến khi chuẩn bị nói ra tên của kẻ thù thì oẳng đầu ngoẹo qua một bên chết không nhắm mắt. Ví như nữ chính khóc một cái chạy ra ngoài cửa, thế nào trời cũng đổ mưa, nam chính mà đuổi theo, chín phần là tìm được nữ chính dưới cái đỉnh nào đó. Bao tiểu tam xua tay liên hồi, mấy thứ bọn mày nói đều tầm thường lắm, tao vẫn chịu được, tao nói cái này dứt khoát không ai chịu được. Ví như trong rất nhiều kịch bản, hai người yêu nhau phát sinh hiểu lầm, nam chạy đằng sau hô to, em nghe anh giải thích đã, nữ nhất định sẽ bị chặt tai hết, tôi không nghe, không nghe, nhất định không nghe. Nam tiếp tục ra sức giải thích, nữ tiếp tục hô không nghe. Chỉ có hai lời thoại đó thôi mà lặp lại chục lần, con mẹ nó chứ, 10 lần đó đủ đẻ con luôn rồi, giải thích cái mẹ gì. Xem phim bây giờ đau bi chưa nói, còn đau cả dạ dày, làm tao phải cai luôn tivi. Ba người cười lăn cười bò trên xe, mải bốc phét không để ý tốc độ xe đã giảm xuống, có người hô hào chỉ huy đỗ xe ở bên này. Xe vừa mới đỗ lại một cái, khoang xe mở ra, nhân viên đoàn làm phim từ xa bảo lái xe đợi ở đó, chắc là có cảnh quay giang dở. Hậu Bàn Câu là một thôn trang bỏ hoang phía trước thôn có rãnh sâu rất lớn nên có tên. Này, tuy bây giờ đã không còn người ở nữa, nhưng vẫn giữ nguyên diện mạo vốn có, chính là để tiện cho những đoàn làm phim tới tìm kiếm thôn trang xã hội cũ quay phim. Cừu Địch, Bao tiểu tam, Cảnh Bảo Lỗi nhảy xuống xe, phủi bụi trên người, đi tới gần hơn một chút xem quay phim, có vẻ như đạo diễn không hài lòng, vừa hô lùi lại quay lần nữa. Oa, thì ra là mỹ nữ thành thị mà bọn họ từng thấy ở trấn, bây giờ mặc áo vải đỏ hoa trắng, tóc tết bím, sợi tóc hơi lòa xòa, thành trang phục thôn cô rồi, nhưng da vẫn trắng mịn màng, xinh đẹp hết sức. Lúc này cô gái đang lau nước mắt, tựa hồ bị ủy khuất, theo sau có một chàng trai mặc đồng phục của đội tuyên truyền vũ trang, hắn chạy tới kéo tay cô gái, Tú Lan, em nghe anh giải thích đã. Thôn cô Tú Lan vùng thoát khỏi bàn tay hắn, hai tay bịt chặt tai, vừa lắc đầu vừa bỏ chạy, tôi không nghe, không nghe, tôi không thèm nghe. Cảnh Bảo Lỗi và Cừu Địch quay đầu nhìn Bao tiểu tam sùng bái, đây đâu phải chỉ là biên kịch, còn là nhà tiên tri luôn rồi. Bao tiểu tam cũng trố mắt nhìn, đến khi đoạn đối thoại kia lặp lại tới lần thứ hai thì hắn cười phá lên ha 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 ha. Cừu Địch cười tới nện mông xuống đất, Cảnh Bảo Lỗi ôm bụng vừa đạp chân vừa cười lăn cười bò, cả ba người như điên như khùng, cười tới không thở nổi. Loại phim tới Bao tiểu tam cũng có thể làm đạo diễn, không nói cũng biết cặn bã tới mức nào. Mất một lúc cả ba mới ngừng cười được, thế nhưng lại phát hiện không hay rồi, quay phim đã ngừng lại, đạo diễn nổi điên quát tháo, còn bọn họ bị đám diễn viên mặc đồng phục đội tuyên truyền bao vây. Bọn mày cười cái gì? Có gì buồn cười mà cười? Bọn mày ở đâu tới? Muốn ăn đòn à mấy cái thằng chó chết này? Mấy tên này đều ngực nở tay to, hóa trang có vài phần khí chất của người hoạt động ngầm, ai nấy ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào ba bọn họ. Ba cái thằng điên ở đâu ra làm hỏng cảnh quay, bọn chúng vừa mới cười một cái làm tâm trạng diễn viên ấp ủ được hỏng hết. Nữ diễn viên vốn phải vừa giận vừa đau khổ, bị tiếng cười của bọn họ làm cười theo, cô cắn răng nhịn rồi vẫn cười, bộ dạng của ba tên đó, người ta muốn bình thường cũng khó. Thời tiết này ai cũng muốn nhanh nhanh hoàn thành cảnh quay còn về sớm, thế mà tự nhiên mấy thằng nhà quê ở đâu phá đám, rõ ràng là cười nhạo bọn họ. Kỳ thực là có phần thẹn quá hóa giận, ai chẳng biết đây là tình tiết người ta dùng nát ra rồi, nhưng vì miếng cơm manh áo, vẫn phải quay thôi, mày chửi ai đấy. Bao tiểu tam vừa nghe thấy có người chửi mình thì bật dậy như chớp đẩy một cái, nào ngờ thằng đó nhìn cơ bắp cao to mà bị đẩy cái ngã lăn quay, mấy thằng khác nổi giận, xông tới muốn đánh. Nhắm mắt lại, Cừu Địch nằm ở dưới đất hô lên, Bao tiểu tam thân kích bách chiến, mặc kệ mấy thằng đang lao vào mình, cúi đầu nhắm tịt mắt lại. Vù vù mấy tiếng, trời không gió mà bụi cuốn lên mù mịt, mấy thằng đội viên tuyên truyền,
đang trừng mắt đe dọa tức thì bị cát bụi bao phủ mặt mày, vội vàng la hét lùi lại dụi mắt. Bao Tiểu Tam hưng phấn, vung nắm đấm lên định đánh, nhưng cánh tay bị giữ lại. Cừu Địch hai tay kẹp nách Bao Tiểu Tam kéo hắn lùi lại mấy bước. Bao Tiểu Tam đang nóng máu, la hét, làm cái gì đấy, hắn chửi chúng ta. Chửi mày thì mày đánh à, mày đánh được mấy người. Cừu Địch mắng, cho hắn luôn một cái tát để tỉnh người, muốn đánh người cũng phải nhìn tình thế chứ. Bao Tiểu Tam quay đầu nhìn lại, thấy cả trăm người kéo tới rồi, sợ tới hồn lìa khỏi phách. Cảnh Bảo Lỗi thì đã chạy trước, chui tọt vào trong xe. Bao Tiểu Tam thấy cái thằng ái nam ái nữ đó bỏ bạn, thiếu chút nữa đánh luôn cả hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Chí lớn gặp nhau. Mấy tên bị ném cát vào mặt cũng đã dụi mắt xong truy sát, nhưng Bao Tiểu Tam và Cừu Địch đã có phòng bị từ trước. Chạy xa ít tắp rồi, Bao Tiểu Tam còn chưa cam tâm, quay lại quát mắng, này, bọn mày muốn đánh nhau à? Cho mà biết bọn tao đưa cơm tới đấy, có tin bọn tao mang cơm về không? Đám người kia thấy hắn còn dám đe dọa, quát tháo đuổi tới. Cừu Địch tóm cổ áo Bao Tiểu Tam kéo thằng khùng đó chạy, con mẹ nó chứ, cả trăm người, muốn chết hay sao, chạy được vài bước cũng quay đầu hét, không ăn chúng tôi mang đi đấy. Lái xe cũng vào hùa, con mẹ nó định bắt nạt người nhà khách à. Thế là khởi động xe rồ rồ, chửi tới, cho chúng mày uống gió Tây Bắc mà quay phim nhé. Anh em, nhanh lên, chúng ta lên xe về. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh nghe thấy cảnh này cuống lên, bấm bộ đàm gọi Hách Lai Vận tới dàn xếp, một mặt chạy tới trước xe ngăn cản. Quát tháo nhân viên đoàn làm phim, quay lại, có chút chuyện thôi định làm ầm ĩ cái gì, không muốn ăn cơm nữa à, muốn tốn thêm thời gian ở đây sao? Hách Lai Vận cũng kịp thời chạy tới, nhận ra là Bao Tiểu Tam và Cừu Địch thì tức xì khói, chửi mắng văng nước bọn, bọn mày giỏi quá nhỉ, còn định đánh đoàn làm phim phải không? Đó toàn là thần tài đấy, người ta phủi mông bỏ đi thì ai trả tiền cho chúng ta? Cút xéo, mau đi chia cơm. Tất nhiên là Bao Tiểu Tam với Cừu Địch dọa vậy thôi, bọn họ dám mang cơm đi à, lúc đó móc tiền túi ra mà đền, sạt nghiệp luôn chứ đùa à. Giờ nghe Hách Lai Vận giáo huấn, vừa vặn có cớ xuống thang mà không mất mặt, chạy về xe, chuẩn bị phát cơm. Hách Lai Vận lại chạy tới chỗ phó đạo diễn nói ngon nói ngọt, quát Bao Tiểu Tam bê vài két nước tới, nhét vào tay từng người. Còn tóm Bao Tiểu Tao kéo tới trước mặt họ giới thiệu, mọi người xem, thằng bé này bị ngốc ấy mà, giận nó làm cái gì. Đúng là trông giống thằng ngốc thật, mặt ngựa răng hổ, xấu tới đáng yêu, bị Hách Lai Vận mắng mà vẫn ngoạc miệng cười khờ khạo. Đúng là khiến đám nhân viên đoàn làm phim thấy đi chấp với thằng này cũng vô nghĩa. Dù sao xảy ra chuyện như vậy chẳng còn tâm trạng mà quay phim nữa. Đạo diễn Trương Tuấn Khải cầm loa gọi mọi người tới ăn cơm, nghỉ ngơi nửa tiếng. Đoàn làm phim liền xếp hàng trước xe, nhận cơm hộp vừa nước khoáng. Mấy người vừa rồi chuẩn bị đánh nhau khi nhận cơm hộp vẫn còn nhìn Cừu Địch gườm gườm. Một người gằn giọng, thằng nhãi, mày chính là thằng lúc nãy hất cát chứ gì. Cũng là tôi phát cơm cho anh còn gì nữa. Nhận lấy, cho anh thêm một chai nước này. Cừu Địch cười lấy lòng, khiến đám người kia muốn phát tác cũng không được. Cảnh Bảo Lỗi chột dạ nói nhỏ, này, phát cơm xong đi cho lẹ. Sợ cái bùi gì, dám cương à, mai cho Xuân Dược vào toàn bộ cơm phát cho chúng. Bao Tiểu Tam ghét tai nói, Cừu Địch đá hắn sang một bên, vẫn cười nói phân phát cơm hộp và nước khoáng. Bao Tiểu Tam bị biểu hiện đớn hèn của Cừu Địch làm tức giận, dỗi rồi, không chia cơm nữa, lên khoang lái ngồi, mặc xác hai thằng bạn. Không lâu sau đã chia cơm xong, hơn trăm người cả diễn viên lẫn nhân viên đoàn làm phim, người đứng người ngồi, ăn uống vội vàng. Nói ra thì làm diễn viên cũng chẳng dễ dàng gì, thứ cơm nước chẳng khác gì thức ăn cho lợn này, muốn nuốt vào phải cần dũng khí lớn lắm. Cừu Địch nhìn thấy mấy nữ diễn viên ngồi cùng chỗ, mặt mày nhăn nhó nhìn hộp cơm, nửa ngày trời mới khoét được một góc bé xíu. Nói với Cảnh Bảo Lỗi, đúng là lãi thật, tới tôi cũng muốn kinh doanh cái này, riêng bán cơm hộp mỗi ngày kiếm mười mấy vạn rồi. Nói thế chứ muốn làm cũng đâu dễ dàng gì, đây không phải là vấn đề làm cơm. Cảnh Bảo Lỗi lắc đầu, cậu nói xem, đoàn làm phim riêng hôm nay thôi sẽ phải tốn bao nhiêu tiền. Cừu Địch tay chống cằm nhìn cảnh tượng trăm người ăn cơm, phơi nắng suốt cả sáng, diễn viên quần chúng mỗi người 100 đồng cùng với cơm hộp.
địa điểm do Hách Lai Vận cung cấp, giới thiệu bọn họ tới đây thu bao nhiêu không rõ, lại còn bố trí cảnh quan, thêm vào vận chuyển, thực sự không dễ tính. Cảnh Bảo Lỗi gập tay liền kê mấy hạng mục bọn họ còn chưa nắm rõ, không có những con số đó làm sao tính ra được, đúng thế, mà cách kiếm tiền này không phổ biến. Muốn học không được, chỉ một cái thôn trang bỏ hoang thôi mà cũng kiếm được tiền, chuyện này đã đột phá nhận thức của cửu địch rồi. Nhưng mà bọn họ chắc phải làm ra dự toán chi tiêu chứ, đúng không? Cửu địch ghé tai hỏi, tất nhiên là phải có rồi. Cảnh Bảo Lỗi gật đầu khẳng định, liệu có thể ở trên người ai được nhỉ? Cửu địch nheo mắt ngẫm nghĩ, phó đạo diễn, quản lý sự vụ đều có thể. Cảnh Bảo Lỗi chỉ số xe dã ngoại mà đoàn làm phim lái tới, đó là chỗ nhân vật có cấp bậc trong đoàn nghỉ ngơi. Hóa trang, nói tới đó giật mình sợ hãi, không phải cậu định lẻn vào lấy trộm của đoàn làm phim chứ? Không phải, không phải. Cửu địch lắc đầu, nhưng câu tiếp theo là, tôi muốn gây ra chút hỗn loạn trước rồi mới lẻn vào trộm, như thế dễ dàng hơn. Cảnh Bảo Lỗi khiếp đảm, cứ ngây ra nhìn cửu địch, có vẻ hắn đã hơi hiểu vì sao Bao Tiểu Tam lại ngán cửu địch rồi. Nói tới ác, Bao Tiểu Tam đa phần là mồm mép chân tay dơ giấy thôi, còn tên này thì vấn đề nằm ở cái đầu, hỏng từ bên trong rồi. Không lâu sau cửu địch lại gọi Bao Tiểu Tam tới, vừa rồi xảy ra chuyện không vui vẻ gì với đoàn làm phim, Bao Tiểu Tam còn chưa nguôi ngoai đâu. Vừa nghe thấy cửu địch muốn sinh sự, còn chưa nghe xong đã gật đầu lia lại, ừ, mạnh tay vào, ai bảo bọn chúng vênh váo. Bên này thảo luận, ở phía bên kia cũng có mấy người đang thương lượng với phó đạo diễn, đoán chừng là cơn giận trong lòng chưa nguôi ngoai. Trong đó có cả nam chính Tạ Chí Hâm, mắt cứ liên tục nhìn về phía đám cửu địch, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh hiểu vì sao Tạ Chí Hâm tức giận. Tạ Chí Hâm là diễn viên lâu năm có thực lực, cũng có danh tiếng nhất định, có điều hắn không có ngoại hình chuẩn soái ca. Mang tiếng là nam chính số 1, nhưng ngày hôm nay là cảnh cuối cùng có hắn rồi, hắn là đội trưởng đội tuyên truyền vũ trang. Hôm nay sẽ hy sinh anh dũng sau đó nam chính kế thừa, đỉnh cao bộ phim là trận công thành chiến không có phần hắn. Tóm lại là làm nền cho người khác. Hắn cũng chính là người vừa rồi diễn cảnh có hiểu lầm với bạn gái, chưa giải thích được thì đã hy sinh, mang theo tâm nguyện chưa chọn, tình yêu giang dở, bi kịch trong phim ra ngoài. Đang tâm trạng không tốt, còn có kẻ phá đám, sao không giận? Tạ Giật Tinh thông cảm, vì thế gật đầu với kế hoạch của họ, thế rồi những người kia đều mỉm cười. Hay rồi, đã là diễn viên làm sao không biết diễn trò. Chương 76, lại làm diễn viên. Khi bắt đầu thu hồi hộp cơm, phó đạo diễn Tân Giật Tinh gọi Hách Lai Vận tới, vừa tới nơi liền nói, này này lão Hách, những diễn viên quần chúng của anh có vấn đề đấy. Hả? Không phải là các anh đã chọn kỹ rồi à? Làm sao lại có vấn đề chứ? Hách Lai Vận giật mình, mọi chuyện đang suôn sẻ mà, do tình tiết yêu cầu mà, sửa kịch bản đột xuất cũng là bình thường. Anh xem, những người anh chọn chán quá, không thể đưa lên ống kính được, xấu quá. Phó đạo diễn bới móc, chính anh nói với tôi còn gì, quân Nhật phải chọn người mặt mũi đáng ghét, nên tôi toàn chọn người xấu, giờ phải làm sao? Hách Lai Vận cố nén khó chịu xuống, thì tìm thêm vài người nữa, nhiều vào một chút, xấu nhưng mà không phải loại trông vừa hèn vừa chán chứ, có khí thế chút, hung dữ chút, còn đánh nhau với nam chính. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh nói, ai, ở cái chốn này chỉ có cát là nhiều, anh bảo tôi tìm đâu ra người, muốn quay về trấn mất hơn 30 dặm đấy. Hách Lai Vận không muốn chiều cái thói xấu của đoàn làm phim, mẹ nó chứ, bọn này từ lúc đến trấn đã suốt ngày chê bai. Yêu sách rồi, diễn viên hạng 2 mà khó chiều hơn ngôi sao hạng nhất, không phải có sẵn kia à, mấy chàng trai đó trông được đấy. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh chỉ xe đưa cơm rồi đi, úi già, đúng rồi, mấy thằng nhãi đó trước kia cũng làm cái nghề này mà, đúng người đúng việc luôn. Hách Lai Vận vui vẻ chạy tới chỗ xe giao cơm, khoác vai cửu địch và Bao Tiểu Tam, làm ra vẻ thân tình, mấy thằng nhóc các cậu dẫm phải cướp chó rồi đấy, có muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt không? Lại đóng xác chết à? Không làm. Bao Tiểu Tam phũ ngay, anh đây lương thắng cả đống, sắp bước vào giai cấp giàu có rồi, còn đi làm cái việc mất nhân phẩm ấy à, lại kiếm cớ bớt xén tiền của chúng tôi à? Không làm. Cửu địch cảnh giác chặn trước, làm đếch gì có chuyện hay lại đi tìm bọn họ chứ, đừng đừng. Hách Lai Vận giữ chặt hai người bọn họ không cho bỏ đi, vội vàng nói, không đóng xác chết, cũng không bớt xén tiền. Đóng quân Nhật, cướp bóc đốt phá, hôm nay quân Nhật đánh thôn,
tha hồ cho các cậu thể hiện, làm không? Hả, thật à? Tâm tư u ám của Bao Tiểu Tam bị gãi trúng rồi, thằng này kẻ ác trời sinh, đếch cần quan tâm đóng phe nào, bao nhiêu tiền? Cừu địch cảnh giác hỏi giá trước, đóng quân Nhật cũng không sao, có tiền là được, hai người 160 đồng. Không, 200 đồng, đúng rồi còn có cảnh cưỡng hiếp nữa, có muốn không? Hách Lai vận dụ dỗ, lại còn có cảnh cưỡng hiếp. Mắt hai người đã biến thành mắt sói rồi, trong mơ cũng muốn, mấy em gái thành phố trong đoàn trông đến ngon là, chân dài nhé, ngực tròn nhé, chưa diễn đã thú tính hừng hực rồi. Cả hai còn kịp chưa nói gì cảnh Bảo Lỗi đứng trên xe đã giơ tay, tôi cũng muốn đóng quân Nhật. Ai bị hiếp có phải là Tiêu Tử Huệ không? À à, thằng này có mục tiêu, thế mà giấu anh em, Cừu Địch và Bao Tiểu Tam đều tức giận. Hách Lai vẫn nhìn cảnh Bảo Lỗi, hắn vẫn nhớ chàng trai này, mặt mày trắng trẻo đẹp đẽ, da non thịt mềm, khịt mũi, xéo, xéo, tướng mạo cậu lên ống kính thế quái nào được, kém Tiểu Tam xa. Bao Tiểu Tam lần đầu tiên trong đời được biểu dương dung mạo, cười muốn lệch cả mồm, đang định nói, lần nữa có người cắt lời, bên kia hô, Hollywood, mau tới đây, có nữ diễn viên trúng nắng rồi. Con mẹ nó chứ, mỗi cái đoàn làm phim này là lắm chuyện. Hách Lai vẫn cáu kỉnh chửi một câu, lại lật đật chạy về, có kinh nghiệm rồi, nhìn một cái là nhận ra ngay, thôi xong, thời tiết thế này mấy cô nương trong thành phố chịu làm sao được. Trúng nắng thật rồi, hôn mê những hai người, vội sai người khiêng vào chỗ bóng râm. Cừu Địch nhiệt tình chạy tới bấm nhân trung, cho uống hoắc hương chính khí thủy, trong trấn dùng thứ này như thuốc vạn năng, đau bụng, cảm nắng, tiêu chảy, lo âu, hồi hộp, đầy hơi, tức ngực đều uống được hết. Uống thuốc rồi vẫn không thấy tác dụng, y bấm sau gáy nữ diễn viên, phun nước vào mặt, bốp bốp, tát luôn mấy cái. Khi người trong đoàn làm phim quát tháo ầm ĩ thì ý, nữ diễn viên tỉnh rồi, mọi người vội vận chuyển lên xe hàng, tạm thời nghỉ ngơi, xem chừng hôm nay không diễn được nữa rồi. Hôm nay sao mà đen thế cơ chứ, tiến độ càng ngày càng chậm. Phó đạo diễn, Tuyết Nhi còn mấy cảnh nữa thế? Đạo diễn Trương Tuấn Khải buồn phiền hỏi, 4 cảnh. Phó đạo diễn hỏi kịch vụ rồi đáp, nhìn diễn viên như thế, đoán chừng không làm nổi rồi. Hách Lai vận cũng sốt ruột không kém, bảo phó đạo diễn Tân Dân Tinh, này, đừng có sửa kịch bản nữa đấy, tôi tổ chức mấy chục người tới đây một chuyến chẳng dễ dàng gì đâu. Không sửa không được, tình trạng Tuyết Nhi như thế làm sao mà quay được nữa. Có phải là diễn viên chính đâu, quan trọng thế à? Đúng thế, anh nhìn là biết, hiện trường có được mấy cô gái chứ? Hách Lai vẫn không cần nhìn cũng biết, hắn nắm rõ số diễn viên ở đây có khi còn hơn đạo diễn, tổng cộng có 10 cô gái. Trừ đi nữ chính số 1, số 2, nữ phụ, 3 cô gái xinh đẹp nhất, còn lại đều là bà nương trong thôn đóng diễn viên quần chúng. Một sự cố nhỏ có khi hủy công sức cả ngày, đang lúc cấp thiết, bóng đèn trong đầu Hách Lai vẫn sáng lên, kéo tay phó đạo diễn, không sao, tôi tìm cho anh một nữ phụ xinh đẹp tuyệt vời luôn. Vớ vẩn, nữ nhân ở cái chỗ này còn không vừa mắt bằng đám gia súc. Phó đạo diễn không tin, nữ nhân ở nơi này mà xinh đẹp thì các anh lại biến thành gia súc. Hách Lai vẫn không hài lòng, là người đương địa, tuy bà nương ở đây chẳng đẹp đẽ gì, nhưng không cho người ngoài chê bai. Hai người mỉa mai châm chích nhau, bị kéo tới trước khoang chở hàng, Hách Lai vẫn rẽ đám đông ra chỉ cảnh Bảo Lỗi, nhìn đi, được chưa? Vẻ mặt ngạc nhiên của cảnh Bảo Lỗi làm phó đạo diễn Tân Giật Tinh ngẩn người, da như mỡ đông, mắt như sao trời, môi hồng răng trắng, thực sự là chấn động lòng người mà. Lại nhìn vóc dáng xem, rong ròng cao, eo mảnh mai, đây chẳng phải liễu trước gió đấy ư. Không ngờ ở đây còn có báu vật bị gió cát vùi lấp thế này, phó đạo diễn mắt sáng lên, gấp gáp hô, mau mau, đưa đi hóa trang, thử ống kính. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Nữ đẹp hơn nam. Cảnh Bảo Lỗi còn chưa hiểu mô tê gì thì bị mấy kéo đi mất rồi, hoang mang hỏi, chú Hách, chuyện gì thế này? Hách Bảo Lỗi ở phía sau liên tục đẩy Cảnh Bảo Lỗ về phía xe hóa trang, chẳng phải vừa rồi cậu muốn diễn xuất sao, cho cậu cơ hội đấy, nếu ghi hình thành công, tôi trả 500. 500 cơ à? Bao Tiểu Tam đỏ mắt, thế thì gấp 5 lần mình rồi còn gì, cơ mà hắn là tên hào sảng lắm, không vì chuyện đó mà ghen tị, lại còn thúc giục Cảnh Bảo Lỗi, đi mau, cơ hiệp hiếm có đấy. Chú Hollywood, bọn tôi thì sao?
diễn hết. Hách Lai vẫn phất tay, Cừu Địch và Bao Tiểu Tam hưng phấn vô cùng, hai anh chàng vui đâu chầu đấy này vỗ tay ăn mừng, còn hoạt động gián điệp vừa mới lên kế hoạch đã vứt bén sang một bên rồi. Lại sắp mở mày rồi, khung cảnh lần nữa trở nên bận rộn, trong lều hóa trang, nào là quân phục màu vàng, nào là mũ tai chó, nào là giày ống cao. Cừu Địch và Bao Tiểu Tam mặc vào một phát, úi giời ơi, đúng là quân Nhật đây rồi, một thằng xấu xí, một thằng dữ dằn, chuẩn không thể chê vào đâu được, nhe răng trọn mắt một cái là kẻ ác 100%. Trên, xe hóa trang thì lại liên tục truyền ra tiếng cười, Hách Lai vận phải vào mấy lần, chắc là thuyết phục gì đó. Bao Tiểu Tam đang khuỳnh chân đi qua đi lại học dáng vẻ quân Nhật, đột nhiên từ trên xe một chiếc tú hoa hải xuất hiện. Tiếp đó là bộ áo đỏ, mỹ nữ rụt rè như tân nương ra mắt mẹ chồng được mấy nhân viên trang điểm đưa xuống. Gò má đỏ ao đó, đôi mắt sợ sệt đó, dáng vẻ rụt rè đó, thực sự xinh đẹp tới mức chấn động. Cả đám linh Nhật nhìn tới há hốc mồm, oa, đâu ra cô bé đẹp thế này trong đoàn mà mọi người không biết. Toàn bộ đang sững sờ, đột nhiên có hai tiếng cười rộ lên phá đám, quay đầu thấy Bao Tiểu Tam và Cừu Địch cười lăn ra đất rồi. Trước nay hay đùa cảnh bảo lỗi mà giả gái sẽ là cực phẩm, đúng thật, nhưng bọn họ chỉ thấy buồn cười. Nhìn phản ứng của hai thằng bạn khốn kiếp, cảnh bảo lỗi khóc không ra nước mắt, xấu hổ quay đầu muốn chạy về xe, bị Hách Lai vận chặn đường, vừa kéo vừa đẩy tới trước mặt đạo diễn. Đạo diễn Trương Tuấn Khải nhìn qua ống kính reo lên, được được, chọn cậu ấy. Lạ, lạ kỳ thật, nam giả nữ mà còn đẹp hơn nữ. Cả đám quân Nhật bấy giờ mới ngã ngửa, nam à. Đám diễn viên trong đoàn làm phim Thảo Nguyên Rực Lửa vây quanh cảnh bảo lỗi, cả hai nữ diễn viên chính đều nắm lấy tay hắn, nhờ giúp đỡ. Nữ chính số 2 chính là Tiêu Từ Huệ là nữ diễn viên mà cảnh bảo lỗi thích, tính hắn hay mềm lòng, chịu không được mấy lời nói khó như thế. Quan trọng nhất là hai cô gái đó như coi hắn là nữ thật rồi vậy, chẳng để ý gì, cả cặp vú liền áp lên cánh tay hắn, mềm mại, đầy tính co giãn. Cảnh bảo lỗi đành phải gật đầu đồng ý. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh đưa kịch bản cho cảnh bảo lỗi, chỉ hắn biết nhân vật của mình, đọc đường mấy dòng, cảnh bảo lỗi bàng hoàng. À, tôi là người bị cưỡng bức à? Không, tôi không làm đâu. Nói rồi ném kịch bản quay đầu chạy luôn, nhưng không xong, bị hai cô gái giữ lấy, mỗi người ôm một tay. Đừng, cứu người như cứu hỏa, để lần khác chị kiếm cho cậu một vai diễn tốt. Đúng thế, cậu xinh đẹp thế này, cơ hội thiếu gì cơ chứ? Tình cảnh cũ lại tái diễn, mỗi bên có một bầu ngực êm ái tựa có tựa không chạm vào cánh tay, gió thơm liên tục thổi vào tai. Không biết hai cô gái này có phải cố ý không nữa, cảnh bảo lỗi tê mất nửa người, muốn chạy cũng không đủ sức nữa. Bao Tiểu Tam lúc này ghen tị đỏ mắt rồi, nhìn hai em gái xinh tươi ép ngực vào tay thằng kia bẹp đi, hận không thể thay thế, chỉ tiếc dung mạo này đóng nữ cũng không ai muốn cưỡng hiếp. Cừu Địch thì không bỏ qua cơ hội, thêm tiền. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh gật ngay, thêm tiền. Anh em cũng bán đứng rồi, ý kiến của cảnh bảo lỗi không còn quan trọng nữa. Tình tiết không khó, quân Nhật xông vào thôn, bao vây tàn dư của đội tuyên truyền vũ trang, kịch bản được phó đạo diễn cầm loa giảng giải. Phải thể hiện trọn vẹn được sự tàn bạo của quân Nhật, bố trí ai nổ súng giết người, ai cầm lưỡi lê đâm người, ai đốt nhà, còn ai đè nữ phụ ra cưỡng bức. Vừa nói tới đó, Bao Tiểu Tam đã hăng hái giơ tay, để tôi cho, tôi cưỡng bức cho. Không được, cậu không làm nổi đâu, chuyện này cần dân chuyên nghiệp, phiền phức lắm. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh từ chối, cưỡng bức không hề là chuyện đơn giản, hay ho như dân ngoài nghề nghĩ, còn có biện pháp đảm bảo an toàn cho cả hai bên. Một người đã nghiệp dư rồi thì người kia dứt khoát phải chuyên nghiệp mới được, vậy được, được, tôi không làm nữa, nhưng mà kiếm thêm vài người cùng cưỡng bức hắn nhé. Bao Tiểu Tam cười khoái trá, như trò đùa vậy, Tạ Chí Hâm nhìn thái độ chớt nhả của Bao Tiểu Tam càng khó chịu hơn. Là diễn viên thực lực, đào tạo chính quy, tận tâm với nghề, kỳ thực hắn chẳng thích loại phim kháng Nhật này, nhưng nhiều lúc không có cơ hội cho hắn lựa chọn. Hắn đâu phải diễn viên top đầu, chưa kể phía công ty ý đồ rõ ràng, dùng hắn để đẩy diễn viên mới, hắn đành chịu. Vậy mà quay phim còn thế này, ồn ào nhốn nháo một hồi, chuyện đâu vào đó. Khi thực diễn mấy cảnh đâm chém chiến đấu thế này đám Cừu Địch, Bao Tiểu Tam thuần thục lắm rồi, nhưng mà trước kia toàn ở phe bị giết chết, lần này đóng quân Nhật không ngờ lại ở phe chiến thắng. Cơ mà trong lúc diễn luyện xảy ra vấn đề, nhất là cảnh cận chiến với đội tuyên truyền vũ trang,
Cừu địch phát hiện ra mấy ánh mắt nhìn mình đầy bất thiện, tuy không biết tên, nhưng nhớ mặt đó là đám bao vây muốn đánh mình khi nãy. Đoán chừng lát nữa quay phim thế nào cũng có sự cố, cừu địch muốn từ chối. Phó đạo diễn đã nhận lời để đám Tạ Chí Hâm lợi dụng cơ hội này dạy y một bài học, làm sao chịu cho y rút. Liền phất tay, không sao đâu, đấu vài chiêu là bọn họ bị tiêu diệt rồi, diễn cho có ấy mà. Bận rộn suốt một tiếng tập dượt phối hợp, chính thức ghi hình. Chương 78, mượn giả làm thật. Cảnh thứ nhất, sau thôn, vô số thôn dân đang di chuyển lên núi. Một thành viên đội tuyên truyền đầu quấn khăn trắng phất tay, bà con nhanh lên đi, trốn vào núi nấp cho kỹ. Cảnh một thế là xong, không sai sót gì, không ít nạn dân thoáng cái đã đổi quân phục Nhật, chuẩn bị diễn cảnh thứ hai. Cảnh thứ hai, cái này kích thích hơn nhiều, cùng với bộ phận điều khiển âm thanh vào việc, pháo hoa đốt, tiếng nổ vang trời. Tiểu đội quân Nhật hơn 100 người, cầm súng trường Arisaka, chỉ huy cầm đao chĩa về phía trước, kéo tới bao vây thôn. Quay toàn cảnh có camera gắn trên cần cầu phụ trách, tiếp đó là một số cảnh quay cận cảnh, camera dí rất sát. Quân Nhật dùng lưỡi lê đâm chết mấy thôn dân chậm chân, nâng súng bắn chết một đứa bé mới chập chững tập đi. Rồi mấy tên mặt mày xấu xí cầm đuốc đốt nhà, nhân viên đạo cụ đã đặt máy tạo khói trong nhà, khói bốc lên mù mịt. Cảnh thứ ba, thôn cô bị quân Nhật phát hiện, chặn ở trong ngõ, sau đó bị hai tên quân Nhật đè xuống, dọa, xé áo, lộ ra bờ vai trắng nõn, dọa, xé phát nữa, để lộ ra yếm màu đỏ. Quân Nhật ở đầu ngõ xếp hàng kéo quần chuẩn bị tới lượt. Bao tiểu tam ngồi, bệt xuống đất đạp chân cười khành khạch, mặc dù là giả, nhưng mà sao xem thật còn hơn cả thật. Bộ dạng vùng vẫy quẫy đạp của cảnh bảo lỗi, con mẹ nó thực sự là quá nữ tính hóa rồi. Cảnh tượng đẹp quá, không, nỡ nhìn thẳng, mau, mau chụp cho, cậu ấy một kiểu. Cừu địch cười sắp thăng thiên luôn rồi, nói không ra lời, cho tới khi đạo diễn hô dừng cảnh bảo lỗi một tay che ngực, một tay che mặt xấu hổ bỏ chạy. Tới ngay cả đạo diễn và hai nữ chính đều cười tới run rẩy, quá giống, bộ dạng váy áo tả tơi, tóc tài bù xù bỏ chạy, chân chạy quíu vào nhau, nhìn không ra là nam nữa. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh ở phía sau hô, cô gái ơi, à không, chàng trai ơi, đợi đã, cưỡng bức xong còn bị giết mà, chưa xong đâu. Cảnh thứ tư, quân Nhật bao vây đội tuyên truyền vũ trang đang liều mình ngăn cản cho bách tính bỏ trốn, sẽ có những ống kính chiến đấu rải rác. Hai quân Nhật bị đội tuyên truyền bắn chết, sau đó người nổ súng bị một loạt quân Nhật bắn chết, cảnh chết không nhắm mắt đó kéo dài mấy giây liền. Cừu địch và bao tiểu tam cùng một người trong thôn xếp vào một đội, tình tiết bố trí là từ trên mái nhà. Đội trưởng đội tuyên truyền sau khi liên tục giết mấy chục tên lính Nhật rốt cuộc đã hết đạn, hắn liều mình nhảy từ trên nóc nhà xuống chém chết một quân Nhật. Sau đó sẽ bị hai quân Nhật còn lại đâm bị thương nặng, sau khi gặp bạn gái là nữ chính sẽ chút hơi thở cuối cùng, hy sinh cực kỳ anh dũng. Soạt, đội trưởng đội tuyên truyền vũ trang người đeo dây thép từ trên mái nhà đạp đạp chân bay xuống như phim võ hiệp, đại đao sáng loang loáng chém một phát. Bao tiểu tam dù có đề phòng, cũng bị chém cho đỡ không nổi, kêu đau đớn ngã ra sau, y phục rách toạc, máu tuôn cả mảng. Không chết. Máu là giả nhưng kêu đau là thật. Đạo diễn vừa khen động tác đẹp lắm thì bao tiểu tam đã ngồi bật dậy chửi ngay, địt mẹ mày, mày chém thật à, đau chết bố mày rồi. Ha ha, thì cũng phải làm cho nó thật chứ. Tạ Chí Hâm cười đều, đắc ý ra mặt, thằng nhãi con, cho mày biết diễn viên không phải trò đùa, mẹ nó, muốn thừa cơ báo thù à, sợ chó gì mày. Bao tiểu tam đang định xông vào đánh nhau thì Hách Lai Vận ở ngoài cầm lo hô, nằm xuống, cậu chết rồi, mau nằm xuống, còn chửi trừ tiền công. Nằm xuống đi, xem tao đây. Cừu địch ấn vai bao tiểu tam xuống trấn an, sớm biết có trò này mà, chơi thì chơi, ai sợ ai chứ, bao tiểu tam tức lắm. Nhưng vì tiền đành ngậm đắng nuốt cay mà nằm xuống giả chết, lần này chết ót ức nhất trong sự nghiệp diễn xuất của hắn. Ống kính quay trở lại, dừng ở vị trí đao chém xuống, quay bù cảnh chết thảm của bao tiểu tam, sau đó cắt cảnh, tiếp tục quay phân cảnh tiếp theo. Đạo diễn Trương Tuấn Khải lắc đầu, đội ngũ quá đông, khó mà kiểm soát hết, ông ta là người kinh nghiệm trong nghề. Cũng biết vừa rồi là cố tình, nhưng không định nói gì cả, chỉ hô một câu, mọi người khống chế một chút. Bắt đầu, tiếng hô này vang lên, theo như chỉ đạo võ thuật thì Tạ Chí Hâm sau khi chém xong một người thì đâm thêm người nữa, sau đó sẽ bị lưỡi lê của quân Nhật đâm trọng thương.
nhưng vì lời xin lỗi chưa kịp nói với bạn gái mà vùng lên lần cuối, giết sạch đám lính Nhật. Cựu địch chính là tên quân Nhật bị thương đó, giờ thì y hiểu rồi, mấy thằng chó kia cố ý kéo bọn họ vào diễn xuất, trong lúc quay phim có bị thương cũng là chuyện thường mà. Đúng lúc thằng cha kia đâm tới, cựu địch rụt người né, chân trái tung lên đá luôn, sau đó xoay người như chớp tiếp tục đá phát nữa, lại đá thêm phát nữa, tam cước liên hoàn vô cùng đẹp mắt. Cựu địch xoay người đá văng đao, tiếp đó nâng sung truy sát, đâm một phát tàn bạo. Tạ Chí Hâm rú lên, ngã sóng xoài ra đất, không bò dậy nổi nữa. Một đám nam diễn viên trong đoàn đứng xem đợi cho hay, không ngờ chứng kiến một màn này, nhìn nhau hoang mang, hình như có vấn đề. Bố trí kiểu gì vậy, chỉ đạo võ thuật đâu, làm sao quân Nhật lại dũng mãnh như thế? Đạo diễn Trương Tuấn Khải hô lên, cảnh quay này cực đẹp nhưng không ổn, quay như thế không phải đi tuyên truyền cho tinh thần thượng võ của người Nhật à, làm sao qua được kiểm duyệt, có phải như thế đâu. Quay phim tất nhiên là biết bố trí, nếu không làm sao mà lia máy phối hợp được, nên trố mắt, này, này, bên đó làm sao thế? Không ai đáp, vì người muốn trả lời vẫn nằm im đó, không phải giả chết mà là đau tới không bò dậy được. Bao Tiểu Tam vốn đã chết thì đã bò dậy, chỉ người đó cười hô hố vô cùng thô bỉ. Mấy người trước đó thương lượng trả thù hiểu ra, tức tối kéo tới. Ê, ê, vừa rồi giảng giải không phải nói có thể tự do phát huy à? Quân Nhật thì thế nào cũng phải hung dữ chứ, chẳng lẽ chỉ biết giết ông già bà già thôi sao? Cựu địch cầm súng đề phòng, làm bộ mặt vô tội giải thích, phó đạo diễn Tân Giật Tinh chạy tới hiện trường. Ông ta là người cho phép đám diễn viên trả thù, để xảy ra chuyện này, chỉ biết ngăn cản những người khác, thở dài, tiếp đi. Các bạn đang nghe chuyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, ngày càng lớn chuyện. Mấy phân cảnh sau không còn sự cố gì nữa, Tạ Chí Hâm biết đối phương không dễ chọc vào, đành nhịn đau diễn tiếp, hết thảy thuận lợi như kế hoạch. Bao Tiểu Tam và cừu địch đã bị giết nên hết cảnh quay, chạy về lều phục trang, vừa thay quần áo vừa thậm thụt bàn tính gì đó, tay thì chỉ vào xe của đoàn làm phim. Đoàn làm phim chở theo 3 chiếc xe lớn, 2 chiếc chở người và hóa trang bọn họ thấy rồi, còn đúng 1 chiếc, hẳn là trung tâm chỉ huy. Bàn cái gì? Tất nhiên là kế hoạch gián điệp phá hoại rồi, vốn đã bỏ qua, không ngờ đối phương chơi đều, thế thì chiến luôn sợ gì chứ? Trên đó hình như có người đấy. Bao Tiểu Tam nói, không sợ có người, tao chỉ sợ không có đồ thôi. Cựu địch cũng không chắc cái thứ mức độ bảo mật không cao đó làm sao để kiếm được, nhưng lúc nãy chưa quyết tâm lắm. Trải qua va chạm vừa rồi, con mẹ nó, không thể bỏ qua được, vừa mới thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ vốn không để ý lắm. Không ngờ vén rèm đi vào lại là 4 thằng mặc đồng phục đội tuyên truyền vũ trang, trong đó có cả Tạ Chí Hâm vừa bị ăn đòn, còn cả nam chính nữa. Bao Tiểu Tam và cửu địch ngay lập tức vơ lấy 2 quả lựu đạn gần đó làm vũ khí. Bao Tiểu Tam uy hiếp, đừng vào đây, nếu không nổ chết mẹ chúng mày. Mày ngu à, đó là đạo cụ bằng gỗ. Nam chính số 2 Phương Lỗi, hắn là diễn viên trẻ, tuy được công ty tích cực lăng xê nhưng hắn không phải loại ngốc, biết Tạ Chí Hâm bất mãn. Thế nên cố gắng lấy lòng, ai mà muốn bị tiền bối ghim, chẳng may lúc nào đó diễn xuất ăn một chém như thằng ngu kia có phải giờ không. Vừa mới dứt lời thì 2 quả lựu đạn cùng ném ra một lúc, bóp, bóp chúng ngay đầu và đũng quần, Phương Lỗi 2 tay ôm chim gục xuống. Cựu địch hung hăng chửi, không nổ chết thì ném chết mẹ bọn mày. Cả 2 đã phối hợp cực kỳ ăn ý, không cần trao đổi ra hiệu gì hết, liên tiếp nhặt lựu đạn ném ra, sau đó đồng loạt cầm súng lưỡi lê xông tới, cả 4 vội vàng nhảy qua một bên né tránh. Cựu địch và Bao Tiểu Tam không ham đánh, cướp đường bỏ chạy, 4 thằng kia không ngờ lần nữa báo thù không thành bị đòn đau, cơn điên nổi lên, la hét truy đuổi. Cựu địch và Bao Tiểu Tam tách ra mỗi người một hướng, 4 tên nhất thời lúng túng không biết đuổi theo ai. Đang do dự thì Bao Tiểu Tam vẫn còn 1 quả lựu đạn nữa ném trúng mặt 1 thằng, chết mẹ mày đi. Á thằng kia ôm mặt ngã xuống, Tạ Chí Hâm thấy mất mặt quá rồi, ra sức đuổi theo, Bao Tiểu Tam cười hô hố co cẳng chạy, mà hắn như cố ý trêu người. Chạy một đoạn lại quay đầu lại trêu, đợi người ta tới gần mới lại sản chân chạy tiếp, chân hắn dài, chạy như lửa hoang ấy, ai mà đuổi cho được. Cựu địch thì chạy kiểu khác, ngay từ đầu y không chạy theo đường thẳng mà chạy theo đường chữ S, lúc rẽ trái, lúc ngoặt phải. Người phía sau đuổi tới,
y dùn người ngồi xuống gạt chân, thế là cắm mặt xuống chó ăn cướp ngay, may là đất cát mềm chứ không bị thương nặng rồi. Đá bồi cho một phát xong cừu địch lại chạy. Tên khác nhìn cảnh này biết đuổi kịp cũng không làm gì được người ta, hô hào người trong đoàn làm phim ném cho cái gậy gỗ rồi mới hùng hục truy đuổi, điên lắm rồi, nhất định không cho hai thằng này thoát. Đột nhiên cừu địch bị vấp ngã, người lăn tròn về phía trước, tên truy đuổi mừng lắm xông tới, không ngờ nghênh đón hắn là bàn chân của người ta. Hự, trúng ngay giữa hai chân, tên đó không rên nổi một tiếng, ngã uịch xuống đất, co quắp ôm của quý. Cừu địch nào có ngã, y chỉ lăn người về phía trước, tay chống đất, chân đạp ra sau thôi, đây là tuyệt chiêu sở trường của y. Một chiêu trúng đích, y bật tôm đứng dậy, quay ra phía sau lè lưỡi làm mặt quỷ rồi lại chạy mất. Hay, hay lắm, đám diễn viên quần chúng trong trấn vui lắm, cứ như đi xem biểu diễn xiếc vậy, vỗ tay hú hét cổ vũ, chuyện gì thế này. Đạo diễn Trương Tuấn Khải không hiểu xảy ra chuyện gì lại hỗn loạn thế này, hôm nay quay xong đâu, tức giận quá tháo, mất mặt quá mức rồi, đám nam diễn viên trong đoàn đa phần còn trẻ, đang độ máu nóng, chịu làm sao được. Biết là không ổn, nhưng còn cách nào khác, nhanh chóng tóm hai thằng kia thôi, thế là người gia nhập cuộc chiến ngày một nhiều, còn tạo thành vòng vây đợi bắt hai thằng khốn kiếp. Đuổi mãi, bao tiểu tam và cừu địch hết đường chạy rồi, không ngờ lao thẳng lên một chiếc xe trong đoàn. Trong xe chỉ có một nam tử trung niên, đang viết lách gì đó, đột nhiên thấy có người xông vào, ngẩng đầu lên quát, làm cái gì vậy hả? Xuống mau. Lời vừa mới dứt thì người phía sau đã đuổi kịp rồi, ba bốn người lao lên xe, cừu địch đạp cửa, bao tiểu tam kéo ngay người trung niên kia tới, la hét, chú, bọn chúng đánh cháu. Á, nam tử kia không kịp phản ứng, thế là thay bao tiểu tam ăn một đòn, chú, bọn chúng lại đánh cháu. Bao tiểu tam vừa la hét vừa nấp sau người trung niên, né trái né phải liên hồi, á, người trung niên lại ăn thêm một đấm nữa. Trên xe tức thì chó chạy gà bay, bao tiểu tam tóm được cái khiên thịt thì không chịu buông. Kinh nghiệm đánh nhau đường phố của hắn cực kỳ phong phú, trái che phải chắn, thi thoảng giật khửu, đá trộm. Không gian hẹp, làm hai người vây công hắn kêu khổ không thôi, sau mấy lần đánh trúng quân mình thì rèn rồi, chỉ đứng đó quát tháo không ra tay được nữa. Ba người còn lại đối phó với cừu địch cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ hai người ở phía trước, một người ở phía sau, chân tay vướng víu. Đấm được cừu địch một cái cũng nhẹ hều, y cho người ta đấm, còn y đấm lại cú nào thì ê ẩm cú đấy. Cừu địch hai tay che chắn, phản kích chính xác, một chặt vào yết hầu, tên đối diện ngã ngay xuống ghế, truy kích tên tiếp theo. Tên này chính là Phương Lỗi đã sợ vỡ mật rồi, thấy nắm đấm vung tới, không ngờ che mặt, hét, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, tôi còn phải quay phim. Ấy, không đánh thật, nắm đấm dừng lại ngay trước mặt Phương Lỗi, hắn từ từ mở mắt ra, cười lấy lòng cừu địch cũng cười lại. Thế rồi chát một phát, một cái vả nổ đom đóm, Phương Lỗi ôm mặt lui ra cửa, lòng như cho tàn, thôi chết rồi, hôm nay hắn còn nhiều cảnh quan trọng, cái mặt này làm sao thì diễn thế nào. Chương 80, lại bày mưu gian. Chỉ trao đổi vài chiêu, năm người kia không đánh nổi cừu địch và bao tiểu tam, đang công trở thành dồn cục vào thủ, hai người cũng không ham đánh nữa, nhảy khỏi xe, chạy về phía xe chở cơm. Năm tên kia biết không đánh lại, không dám truy đuổi mà hò hét người trong đoàn làm phim tới hỗ trợ. Đợi phó đạo diễn Tân Giật Tinh dẫn người tơ nơi thì mấy người bên mình ối á ngồi xuống đất rên rỉ, nam tử trung niên bị đấm cho thành gấu mèo, chửi om sòm, bọn thổ phỉ nhà quê. Lúc này bao tiểu tam đã chạy lên xe rồi, còn tụt quần xuống, chổng mông về phía bọn họ vỗ chan chát, đám người đuổi theo sau. Tức tìm mặt, chỉ biết chửi bới chứ chẳng thể làm gì. Hollywood, toàn bộ tổn thất anh phải đền. Phó đạo diễn Tân Giật Tinh giận sôi gan giống lên, quay đầu lại làm gì thấy ai nữa. Cũng phải, với sự nhanh trí của Hollywood, tội gì đứng đó đợi người ta đòi bồi thường chứ. Chiếc xe chở cơm đã phun khói chạy mất rồi, mang theo tiếng cười đi xa dần. Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, bao tiểu tam kéo quần lên mặc lại tử tế thì mặt tái đi, thôi xong rồi, còn chưa lấy tiền diễn xuất. Bỏ đi, coi như tới chơi, đấm bọn mặt trắng một trận cũng sướng rồi. Cừu địch ăn mấy cú đấm, nhưng y da dày, đánh đấm cỡ đó chẳng khác gì đuổi muỗi thế nên chẳng bận tâm, để ý tới thu hoạch vừa rồi hơn, mày kiếm được cái gì? Tao kiếm được cái di động. Bao tiểu tam cười như trộm,
móc túi lấy ra một cái di động, đồ của Samsung không rõ đời nào, nhưng mà khá cao cấp, không phải đồ rẻ tiền, cừu địch cướp ngay lấy. Rút chìa khóa đa năng ra, lấy thứ nhọn chọc SIM, rút SIM ra, sau đó tắt máy mới yên tâm, mấy thứ đồ cao cấp này có truy vết, có mật mã, đừng mở máy, chẳng biết có thứ gì hữu dụng không. Bao Tiểu Tam hỏi, mày thì sao, thu hoạch thế nào? Tao cũng không biết đây là cái gì, đặt bên máy vi tính cho nên tao lấy luôn. Cừu địch lấy ra một thứ giống hộp diêm, vỏ ngoại trong suốt, cảnh bảo lỗ nhận lấy xem, đây là Micro Drive của Asus. Bao Tiểu Tam nhìn trái nhìn phải cũng chẳng nhận ra, dùng làm cái gì thế? Đồ ngốc, đây là ổ cứng, dùng để lưu trữ dữ liệu, thứ này chống nước, chống lửa, chống chấn động. Cảnh bảo lỗ mắng một câu rồi giải thích, cừu địch cười ha hả, chống đủ thứ nhưng mà không chống trộm thì được cái mẹ gì. Ồ, đồ tốt. Bao Tiểu Tam cũng vui mừng, cơn giận được xả toàn bộ, cứ nhớ lại cảnh tượng chó chạy gà bay lúc đó của đoàn làm phim là khoan khoái. Cảnh bảo lỗi lại không đánh giá cao hành vi của bọn họ, các cậu sao lại trộm đồ của người ta như thế chứ? Sai rồi, đây là hoạt động gián điệp, không phải hoạt động trộm cắp. Bao Tiểu Tam đường hoàng nói, chúng tôi làm vậy không phải vì tiền. Các cậu làm việc không nghĩ hà, chỉ có các cậu chạy lên xe, bọn họ mất đồ một cái sẽ nghi các cậu ngay. Đó là đoàn phim lớn, cả ông chủ chúng ta cũng phải lấy lòng, bọn họ tìm các cậu thì phải làm sao? Cảnh bảo lỗi đau đầu lắm, hai tên này quá to gan, chuyện gì cũng dám làm, hơn nữa lại còn không thèm tính xa. À, mày nói đúng, mau chuồn thôi. Bao Tiểu Tam giở chiêu sở trường, gặp chuyện là chạy gấp, bọn tôi muốn kiếm ít tình báo thôi mà, không làm như thế thì cha làm sao. Cừu địch nhún vai, kỳ thực cũng thấy phiền rồi, đám người kia chắc chắn báo lên trên, vậy thì phải làm sao, thế đã kiếm được chưa? Cảnh bảo lỗ hỏi, Bao Tiểu Tam và cừu địch không chắc lắm, dù lấy được di động và ổ cứng, nhưng mà bọn họ cũng chẳng biết trong đó chứa thông tin mình cần không. Lúc đó đúng là hơi làm bừa thật. Tôi kiếm được rồi đấy. Cảnh bảo lỗ đưa ra tuyên bố bất ngờ, cái gì? Bao Tiểu Tam và cừu địch đều không tin, lúc hóa trang, tôi nói chuyện với nữ chính, tôi ra sức bêu xấu lão hách. Nói hắn bớt xén tiền lương diễn viên bao nhiêu, thường ngày keo kiệt thế nào, còn nói đây thực ra là cái thôn bỏ hoang, đừng để hắn xẻo thịt. Cô ta cũng giận lắm, nói bọn họ tới đây thuê địa điểm thôi cũng phải trả lão hách 30 vạn rồi. Té ra tin tình báo lại có được dễ như thế. Sao mày không nói sớm, làm bọn tao phải mạo hiểm đi cướp xe của người ta. Bao Tiểu Tam giận sôi gan, có đúng không vậy, làm sao lại đơn giản như thế chứ? Cừu địch không cam tâm chút nào, đơn giản thế thôi, có nhớ sách hướng dẫn viết gì không, nguồn tin tức tới từ nơi chúng ta không ngờ tới, hôm nay chính là vậy đấy. Cảnh bảo lỗ được dịp lên mặt, các cậu không chịu đọc chứ gì. Đắc ý quá nhỉ, chỉ mới thành công có một lần mà vui thế à. Cừu địch khinh bỉ, Bao Tiểu Tam càng đáng ghét hơn, dựng ngón giữa lên, vui cái bùi, nhìn một cái là biết mày bị cưỡng bức lên cao trào rồi. Ha ha ha, cái này gọi là người biết không khó, chỉ khó với người không biết. Các cậu nên suy nghĩ làm sao giải quyết hậu quả đi, đánh diễn viên đoàn làm phim, phá rối quay phim, e rằng hôm nay thành ngày cuối cùng của chúng ta ở trấn Chân Binh rồi. Theo cảnh bảo lỗi thấy, chỉ còn đường chuồn cho sớm thôi, tuy cũng thích nơi này đấy, nhưng mà rời khỏi đây còn thích hơn. Hừ, nếu là lúc vừa mới tới đây mà xảy ra một chuyện như vậy, chúng ta đúng là phải chạy ngay. Cừu địch khịt mũi, có điều bây giờ khác rồi, tôi không định chạy, có tin tôi ném đồ trở về, bọn họ không dám đánh một phát giấm nào không? Tin, không tin, như mọi khi, Bao Tiểu Tam và cảnh bảo lỗi ý kiến trái ngược. Cừu địch ngoắc ngón tay, ba cái đầu trụm vào một chỗ thương lượng, trước tiên về đưa cho Thiên Kiều, xem cô ấy có lấy được dữ liệu trong điện thoại và ổ cứng ra không, sau đó làm thế này. Tất nhiên làm gì có chuyện gì hay ho, Bao Tiểu Tam nghe mà thú huyết sục sôi, cảnh bảo lỗi thì rợn người từng cơn. Có điều hắn không có quyền lên tiếng, hai thằng ác nhân kia uy hiếp, lần này mà mày dám rụt đầu làm rùa, có tin hai bọn tao luân phiên cưỡng bức không? Uy hiếp kèm đe dọa, cảnh bảo lỗi bị kéo lên thuyền giặc, ý kiến ba người thống nhất cao độ. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Thương Hải Điệp Ảnh của tác giả Thường Thư Hân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này.
Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.